Đây, mình sẽ bây giờ mình sẽ hướng dẫn quý vị các bạn cách cài lại một chiếc camera của hãng iMount ở trên điện thoại quý vị nhé. Thì đây là chiếc camera đang bị offline và thiết bị nó báo là không trực tuyến và là thiết bị ngoại tuyến. Bây giờ các bạn bấm vào cái chiếc camera đấy và các bạn nhìn lục giác ở bên trên cùng trên tay phải và các bạn bấm xóa bỏ khỏi thiết bị, xóa bỏ thiết bị khỏi tài khoản để chúng ta bắt đầu cài đặt lại chiếc camera quý nhé. Thì đấy là lưu ý giúp mình, đấy là cách về chúng ta sẽ phải xóa bỏ thiết bị ở trong tài khoản để chúng ta cài lại, không cả thì nó sẽ báo khi cài đặt nó sẽ bị lỗi quý nhé. Để tránh cái tình trạng đấy thì một cách là nhanh nhất là chúng ta xóa trước khi bắt đầu chúng ta cài lại, hoặc là cũng chúng ta cũng thể tiếp theo nhiều vấn đề nó sẽ hay bị báo lỗi đấy, thì mình cứ chắc ăn nhất là chúng ta phải xóa thiết bị khỏi tài khoản và sau chúng ta bắt đầu cài lại quý nhé. Mà bây giờ chúng ta bắt đầu cài đặt chiếc camera của hãng Emao nhé.